Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nhờ vậy mà ngọn roi của lão già đi trượt lên mái tóc của nàng, nghe thấy hơi lạnh buốt xương. Biết mình không thể kéo dài trận chiến nữa, vì dân làng kéo tới càng lúc càng nhiều, phủ dây như nêm cối. Trường hợp này chỉ còn có cách đào sinh để tránh những điều rắc rối. Ý định đã quyết rồi, nên Hồng Phong vừa thoáng thấy lão già nọ hoành thân trở bộ đuổi theo truy kích. Nàng tức thì xuống một cái thiên cân tấn cho thân hình trụ vững trở lại. Nàng thoáng nghe thấy lão già này buông ra một tiếng cười khoái trá. Nguyên nhân chỉ vì lão ta bây giờ đang trổ ra một đòn tuyệt kỹ thật là tài tình xuất sắc. Đây là một thế võ chuyên môn đuổi theo đối phương đang trốn chạy. Sử dụng trong trường hợp này thật là đúng cách. Đòn lão ta vừa tung ra chừng ba phần thì đột nhiên trông thấy Hồng Phong đứng thẳng trở lại. Thật là đối phương của lão ta vô tình gãi đúng vào chỗ ngứa của lão. Vì rằng với thân pháp lanh lẹ của Hồng Phong mà thoát đi trốn chạy như thế, thì đoàn tuyệt kỹ của lão ta chỉ có kết quả chừng 7-8 phần mà thôi. Bây giờ Hồng Phong dừng chân đứng lại như vậy, thật là trời giúp cho lão ta thủ thắng chắc 100%. Vì vậy mà lão ta không nén nổi một tiếng cười khoái trá. Nhưng lão ta có biết đâu, hai chân của Hồng Phong tuy dừng lại, nhưng hai lỗ tai của nàng vểnh lên để nghe tiếng gió theo phép thính thinh biện hình. Tuy không quay đầu lại, nhưng nàng cũng biết ngọn roi chính khúc của lão già này đang xoay dần trên đầu của mình như một cơn gió lốc. Chờ cho vị trí vô cùng chính xác, Hồng Phong mới dùng chân tả lệch sang phía hữu, rồi dùng bàn tay tả kể là dao mà chém thẳng từ trên xuống dưới một đòn. Đó là đòn Vân Long Hí Thủy thế thứ 23 trong đường Quyền Quyền Đao mà Trương Vô Kỵ đã truyền thụ cho nàng. Tuyệt kỹ cứu võ đàn quả thật là danh bất hư truyền. Đòn vừa nhán lên thì lão già này trúng một đòn mãnh liệt vào bắp đùi phía hữu. Có một tiếng rắc vang lên, chiếc chân của lão già tức thì gãy loại và lão kêu lên một tiếng thảm não rũ người ra trên mặt đất. Hồng Phong tuy thắng được một đòn nhưng ở trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Vì cứ theo công lực của nàng thì ai trúng phải đường đao này cũng phải đứt lìa xương thịt. Nhưng đằng này lão già nọ chỉ gãy xương mà thôi. Nàng có biết đâu, lão già này suốt 30 năm tròn ngoài việc luyện võ ra, ông ta còn để hết tâm tư vào chuyện luyện tập cho xương thịt của mình rắn chắc như đồng. Vậy cho nên màu da của lão tái mét. Bởi thế cho nên trúng phải một đòn hung bạo của Hồng Phong, vì sức mạnh quá cho nên làm cho gãy xương ống chân, chứ da thịt thì chẳng có hề hấn gì. Hồng Phong thấy mình đã dằn mặt được đối phương, tức thì trổ thuật khinh công thượng thặng, chạy như bay về phía con hồng mã của nàng. Nhưng còn cách chỗ con hồng mã chừng 5 trượng thì nó đã quỵ chân xuống rũ ra người. Thì ra 5 ngón tay của lão già ban nãy đã xuyên qua da thịt của nó, tạo thành 5 lỗ thủng thật sâu. Nhưng ban đầu chẳng hề hấn gì, bây giờ thì xuất huyết quá nhiều nên chịu đựng không nổi. Con ngựa này thuộc về loại đã tinh khôn, biết sức mình gần kiệt nhưng cũng cố gắng đứng đợi chủ nhân. Nó trông thấy Hồng Phong đã hạ được đối phương và chạy như bay trở về phía mình. Nhưng nó tự lượng sức mình, biết không tài nào sống sót cho nên lăn đùng ra mà chết. Trong lúc đó thì dân làng hò hét xông tới phủ dây trùng trùng điệp điệp, làm cho Hồng Phong chẳng khác chi là một chiếc thuyền nan trôi dạt giữa trùng dương. Bất đắc dĩ nàng phải vung hai bàn tay ra mở con đường máu mà thoát khỏi trùng dây. Mặc dù chỉ sử dụng hai bàn tay, nhưng tài bộ của nàng so với họ thật là một trời một vực. Cho nên Hồng Phong tha hồ xung sát chẳng khác chi cọp lạc vào đàn dê. Nào hay nàng chỉ vượt qua được có 3 dòng người thì trước mặt dục xuất hiện 3 chiếc bóng người. Đây là 3 người con gái.
Định thần nhìn kỹ, thấy đó là ba thiếu nữ đã bao vây mình từ thỏa ban đầu. Hồng Phong trong lòng nghĩ thầm, với tài bộ điêu luyện của lão già kia mà cầm chân ta không nổi, thì ba nàng thiếu nữ này làm nên trò trống gì? Ý niệm này vừa thoáng hiện lên trước mặt của nàng, bóng gươm đã loang loáng, ba nàng thiếu nữ đã tuốt ba thanh trường kiếm phối hợp với nhau mà cản ngang bước tiến của Hồng Phong lại. Lẽ ra nếu nàng muốn mở con đường máu mà thoát thân thì có thể tung ngay ra một đòn sát thủ, đánh cho ngã gục một nàng nào đó để rồi cướp đường mà đi. Nhưng Hồng Phong nghĩ rằng mình với những người này vốn không có thù không oán. Nếu xuống tay hơi nặng thì quá ra chuốc lấy điều tội ác. Họ sở dĩ làm khó mình chỉ là vì hiểu lầm mà thôi. Bởi có lòng nhân từ cho nên bước chân của nàng đã vô tình phải ghìm lại, và chỉ một chút chần chờ đó, thân hình của nàng đã lọt vào trong vòng dây của ba thanh trường kiếm. Rảo mắt nhìn quanh thấy đường hướng của ba thanh gươm này thật là phối hợp nhịp nhàng, rõ ràng đây là một thế trận chi đây. Trong lúc ấy thì những làn sóng dân làng cứ tràn tới hò hét đòi banh da xẻ thịt. Có nhiều người buôn lời tục tằng thô lỗ, cho rằng Hồng Phong là tên dâm tặc sát nhân. Nhưng nàng vẫn điềm đạm hỏi ba nàng thiếu nữ: ta xem kiếm pháp của tam vị cô nương thật là xuất sắc, ấy chẳng hay thuộc môn phái nào? Một nàng thiếu nữ cười gai gắt và nói: chúng ta là kẻ quê mùa, không môn không phái. Mi đã hạ sư thúc của chúng ta. Chúng ta nhờ dịp mai này, ta đố mi thoát khỏi tam tài kiếm trận của chúng ta. Hồng Phong khẽ giật mình vì bốn chữ tam tài kiếm trận, nhưng liền lấy lại sự bình tĩnh, nàng nghĩ: nếu thật ba nàng này đang thi triển tam tài kiếm trận để dây hãm mình, thì lão già kia là kim tiên thiết thủ. Nguyên nhân chỉ vì Hồng Phong ngày thường nàng nghe người ở trong võ lâm đồn đãi, ở trong vùng lân cận gần đây có một chi phái đặc biệt của Không Động. Chi phái này có môn tam tài kiếm trận, chuyên kết hợp với gươm của ba người lại thành một thế trận thật hay. Nhưng tam tài kiếm trận chỉ thường dùng ở trong trường hợp tập thể tấn công, còn khi giao tranh từng cá nhân một thì họ sẽ sử dụng đường roi chính khúc. Trong chi phái này lại có người sử dụng roi chính khúc tài tình nhất, đó là lão già thiết thủ kim tiên. Hồng Phong lúc này nói: ta đây mới thật là kẻ quê mùa, cho nên không nhận biết được thiết thủ kim tiên tiền bối, vậy xin có lời cáo lỗi. Lời nói của nàng vừa đến đây thì đã bị cắt đứt, bởi vì một nàng thiếu nữ đứng ở gần bên mé hữu đã tấn công bằng một đường gươm sắc sảo. Lưỡi gươm này bằng một chiều hướng lạ lùng đâm thóc ngang hông của Hồng Phong. Đòn vừa tuôn ra được năm phần thì nàng thiếu nữ ở bên sau lưng của Hồng Phong tức thì xuống xà tấn, rồi để rồi dùng thanh gươm ở trên tay của cô ta tấn công hạ bàn. Hồng Phong phen này không dám khinh địch, vì nàng thường nghe tam tài kiếm trận tuy trông thật là nhẹ nhàng lả lướt, nhưng nếu khinh thường thì tất phải vướng đòn. Do đó cho nên nàng liền ngưng thần định khí mà chống trả một cách bình tĩnh. Mặc dù biết mình đang đối đầu với một tình thế khá khó khăn, vì cái cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ, cho nên Hồng Phong cũng ung dung hỏi đối phương rằng: này tam vị cô nương, chẳng hay vì sao thiết thủ kim tiên tiền bối lại đến chút gia trang này vậy? Ba nàng thiếu nữ không một người nào trả lời. Họ chỉ ngâm nho nhỏ những lời thiệu ở trong tam tài kiếm trận để phối hợp tấn công, làm cho Hồng Phong phải chống trả liên hồi. Nàng có biết đâu những người này vốn đều là người cư ngụ ở trong chỗ thâm sơn cùng cốc, nhưng sở dĩ hôm nay có mặt tại đây chỉ vì ở trong chút gia trang này có người đã dùng trọng lễ mời họ ra mắt đó thôi. Số là chút gia trang đây đã định cư lạc nghiệp ở đây gần mấy trăm năm, thảy đều bình an không có chuyện gì xảy ra. Nào hay đâu trong những ngày gần đây gái đẹp ở trong làng bỗng nhiên mất tích rất nhiều, và bạc tin đâu chừng vài ba hôm thì có người mang xác đến trả tại nhà, nhưng xác nào xác nấy thảy đều bị thương tích một cách vô cùng khủng khiếp và lại y hệt như nhau, dường như đó là một thủ pháp vô cùng riêng biệt của một người nào đó. Những thiếu nữ này vô cùng xấu số, người nào cũng bị chặt mất một chân, mất một tay và bị khoét đi một mắt. Kể từ khi ấy, người dân ở trong làng sống trong tình trạng nơm nớp, không biết tai nạn sẽ đến gia đình mình và bao giờ.
Họ cứ đinh ninh rằng có một lũ giang hồ đại đạo nào đó đã lén bắt những cô gái nhà lành mang về sơn trại để thỏa thích gió trăng, sau đó thì dùi qua dập liễu. Chúng đã gây nên thương tích nặng nề để rồi mang trả ngõ hầu thị quy. Tình trạng bi đát này càng ngày càng trầm trọng, làm cho dân làng ngày đêm lâm vào cảnh khủng khiếp kinh hoàng. Rốt cuộc họ phải quyên một số tiền to, phái người gì đó đi khắp đó đây để tìm võ sư danh tiếng đến tận chốt gia trang ngăn ngừa bọn giặc cướp giả mang này. Lúc bấy giờ nhằm buổi anh hùng hào kiệt thải điều tập trung về kinh thành, nên việc tìm võ sư thật là chật vật. Nhưng rốt cuộc rồi họ cũng tìm được lão già Thiết Thủ Kim Tiên này. Lão Thiết Thủ Kim Tiên từ hồi nào đến giờ vốn ít ra mặt ganh đua với người ở trong võ lâm, chỉ biết ẩn cư ở trong sơn cùng thủy tận, vừa luyện roi vừa cùng với một vị sư huynh của mình dạy dỗ học trò. Bởi thế cho nên phen này họ chẳng vào kinh. Và khi được tin Chúc Gia Trang có điều kinh dị xảy ra, vị sư huynh này liền truyền cho Thiết Thủ Kim Tiên dẫn ba nàng nữ đệ tử vào Chúc Gia Trang liệu bề mà hành sự. Thiết Thủ Kim Tiên ở trong lòng thầm nghĩ, sư huynh của ta dụng ý cũng khá cao. Trong đám giang hồ đại đạo đã quấy phá Chúc Gia Trang chỉ vì gái đẹp, vậy cho ba nàng nữ đệ tử này vào đây thật là ba miếng mồi béo bở. Thế nào rồi bọn thảo khấu kia cũng lọt vào cạm bẫy của mỹ nhân. Thế là sáng ngày hôm sau, Thiết Thủ Kim Tiên thống lãnh ba nàng này theo dân làng Chúc Gia Trang mà trở lại. Suốt hai ngày đêm liền, ba nàng thiếu nữ này cứ nằm phục sẵn ở trong nhà của một vị viên ngoại, chờ cho bọn thảo khấu kia đến viếng thì sẽ xuống tay. Nhưng nào hay đâu, chờ đợi suốt hai ngày đêm liền mà không thấy điều gì khác lạ. Sáng ngày hôm nay, khi trời còn tinh sương, sương mù còn lởn vởn, họ định tập trung lại, bàn tính vài điều quan trọng rồi sẽ đi ngủ để lấy lại tinh thần sau hai ngày đêm thức trắng để rình mồi. Nhưng ba nàng này vừa gặp nhau thì bỗng chợt nghe tiếng gió câu nhẹ nhẹ vang lên. Ba nàng thiếu nữ đồng giật mình, trong lòng thầm nghĩ, kể từ khi mình đến đây thì Chúc Gia Trang đều hiu vắng lặng, ít khi có người ra đường, thế mà bây giờ đột nhiên có tiếng gió ngựa nổi lên, chắc đây không phải là người dân lương thiện. Vì nghĩ vậy cho nên ba nàng tức thì rút vào trong bụi rậm để chờ đợi. Quả nhiên tiếng gió câu càng lúc càng gần, và rốt cuộc trước mặt của ba nàng xuất hiện một con ngựa hồng. Trên lưng ngựa có một chàng trai trẻ đẹp ở một cái xác chết của một nàng thiếu nữ đang đầm đìa những máu. Ba nàng tức thì nhảy sổ ra bao vây người này vào giữa, và nhìn kỹ mới hay cái xác đó là cái xác của nàng thiếu nữ trẻ đẹp vừa mất tích ở trong vùng. Ba nàng đồng nghĩ rằng những tay cường hào thảo khấu chuyên bắt gái nhà lành kia hẳn là những tay võ lâm thô bạo, chứ không ngờ thủ phạm lại trẻ đẹp như vậy. Sau khi thổi còi để báo động cho dân làng được hay, ba nàng cứ dùng tam tài kiếm trận mà phủ dây hồng phong vào giữa. Sau khi người ở trong Chúc Gia Trang đã đổ xô ra như kiến bao dây lấy hồng phong, rồi thì Thiết Thủ Kim Tiên xuất hiện định cầm chân hồng phong, nhưng không ngờ lại thảm bại dưới đòn dân long hí thủy ở trong quyền quyền đao. Thấy sư thúc của mình thua chua cay đến như thế, ba nàng thiếu nữ nào chịu buông tha cho hồng phong. Họ đồng một loạt giấy động thế trận tam tài, tái bao dây hồng phong vào giữa. Nhất quyết phen này dùng lối tấn công tập thể này mà hai chàng trai trẻ đẹp như hành sự độc ác kia. Nhưng thấy trận tam tài quả nhiên là kỳ diệu, một khi kiếm khí phát ra thì liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Và bây giờ thì hồng phong đang nằm giữa trung tâm, làm cho ba nàng này lòng mừng khắp khởi. Hồng phong rảo mắt ngắm nhìn bộ điệu của ba nàng, biết rằng muốn phá vỡ thế trận này không phải là chuyện dễ, ít nhất cũng phải có chuyện đổ máu xảy ra. Kể từ khi nàng trong tận mắt thấy những người tàn tật, họ công tôn ra tay vô cùng tàn độc, gây thương tích nặng nề cho nàng thiếu nữ trẻ đẹp kia, thì ở trong lòng nàng cứ sinh ra một mối cảm hoài thương tiếc đối với những người thuộc phận quần thoa. Nàng nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại dùng trọng thủ pháp để đánh với ba nàng này phải mang trọng thương hay sao? Muốn cho bầu không khí dịu xuống, nàng hỏi.
dám hỏi câu danh quý tánh của ba nàng để sau này còn ngày gặp gỡ. Ba nàng thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau đồng nghĩ, người này tài nghệ cao siêu, diện mạo đàng hoàng, sao lại làm điều tội bại, mình có nên xưng tên họ ra hay không? Còn đang phân vân thì chợt nghe ngoài dòng chiến có người nói, thằng dâm tặc kia có thể thừa hư mà thắng kim tiên này, chứ lọt vào tam tài kiếm trận thì đừng có hòng thoát khỏi bàn tay của tam tài nữ. Thì ra ba nàng thiếu nữ đây có biệt hiệu là tam tài nữ, một nàng tên Hồng Tài, một nàng tên là Bạch Tài và một nàng kia tên là Lam Tài. Ba nàng này ngày đêm không rời nhau nửa bước, cùng nhau ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, luyện võ chung một giờ, tánh tình thật là tương đắc. Tam tài nữ nghe thấy người nói chuyện biết ngay là sư thúc của mình. Hồng Tài là người nóng nảy nhất ở trong bọn, nàng không chờ được nữa liền hú lên một tiếng, rồi bỗng thân hình tách ra khỏi thế trận, lướt tới chém xả vào đỉnh đầu của Hồng Phong một đòn, mường tưởng như là đòn Thái Sơn áp đỉnh. Bạch Tài và Lam Tài vừa nghe khẩu lệnh của Hồng Tài thì đã chuẩn bị ngay hai đòn hung bạo để phối hợp tấn công. Đòn của Hồng Tài bay ra trong cái khí thế cực kỳ hung hãn, nhưng Hồng Phong vẫn ung dung đứng im lìm như là một pho tượng, lặng lẽ chờ đợi lưỡi gươm giáng xuống đỉnh đầu của mình. Lưỡi gươm còn cách năm tấc mà nàng vẫn chưa hề nhúc nhích, làm cho đối phương cũng phải thầm phục đức tính bình tĩnh của nàng. Nhưng lưỡi gươm sáng loáng kia cứ tiếp tục đi xuống nhanh như cắt, đến khi còn cách đỉnh đầu của Hồng Phong chừng hai tấc thì thân hình của nàng bỗng thình lình lệch sang cánh tả, tốc độ thật là nhanh không tài nào tưởng tượng. Bạch Tài và Lam Tài chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó mà thôi. Vừa thoáng thấy Hồng Phong giấy động thân hình, hai nàng tức thì tung gươm chìa ra hai đường tiếp hậu tấn công hai đòn sấm sét. Lối tấn công thật là linh động, làm cho Hồng Phong lâm vào tình trạng nếu tránh được đòn trước mặt thì thoát không khỏi đường ở phía sau, mà tránh được đòn ở sau lưng thì tất dướng hai đòn ở trước mặt. Chỉ trong một cái nháy mắt thì Hồng Phong đã lâm vào chỗ hiểm nguy, làm cho nàng bất giác khẽ giật mình. Không ngờ tác dụng của tam tài kiếm trận lại kiến hiệu như vậy. Nàng thét lên hai tiếng, hài lắm. Đoạn nhúng nhẹ hai mũi giày của mình trên mặt đất. Cái nhúng của nàng trông thật là êm ái lạ thường, nhưng cũng làm cho mặt đất lún sâu hai tấc, và thân hình của nàng bắn vọt lên không trung theo cái đòn nhất hạt xung thiên. Vì động tác của Hồng Phong tuy phát ra sau nhưng mà lại tới trước, thành thử ra hai đường gươm của Lam Tài và Bạch Tài tức thì đã đâm kéo vào nhau ở dưới gót chân của Hồng Phong. Chiều hướng của hai mũi gươm lại vô tình chiếu đúng vào nhau, nên chạm phải với nhau vang lên một tiếng kẽn thanh thao trong trẻo, làm cho lửa bắn ra tung tóe. Hồng Phong thừa lúc hai nàng còn đang bàng hoàng, tức thì thò mũi giày của nàng ta đạp mạnh vào chỗ hai thanh gươm tiếp xúc với nhau. Cái đạp của nàng thật là êm ái, nhưng hai nàng thiếu nữ kia bỗng nhiên hai gò má đỏ như gất dính. Thì ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Hồng Phong đã vận dụng hết toàn thân công lực của mình, thoát xuống năm ngón chân, để rồi xuống một cái thiên cân tấn. Đúng như cái tên của nó, thiên cân tấn thật ra mạnh mẽ như là một gánh nghìn cân nặng, cho nên nội lực toát ra thì Lam Tài, Bạch Tài nghe thấy dường như có một quả núi đè lên thanh gươm của mình. Tình thế bắt buộc hai nàng phải vận dụng nội công để mà kháng cự, bằng không thì hai thanh gươm tức khắc sẽ bị gãy đôi. Ba luồng nội lực này giáp nối với nhau, Hồng Phong mặc dù chỉ dùng sức có một người chọi lại hai người, nhưng mà phần thắng có thừa, thì dù sao nàng cũng là người thân đã trải trăm nghìn trận chiến, từ nhỏ lại chuyên luyện nội công, cho nên nội lực cực kỳ hùng hậu. Trong lúc khí lực của nàng tràn ra liên miên bất tuyệt, nàng chỉ chờ có hai nàng kia chống cự thêm một chút nữa thì bắn tung ra thêm hai phần sức mạnh để đè bẹp họ cho mất hoài phong chơi. Nào hay đâu tam tài kiếm trận đâu có dễ dàng bị khống chế như ý của nàng tưởng tượng. Hồng Tài sau khi đâm hụt một đòn, tức thì ở trong ngay lưỡi gươm của mình lại sẵn sàng chờ đợi thế biến của đối phương để tiếp tục tấn công. Nàng này trông thấy Hồng Phong đạp trên hai lưỡi gươm của bạn mình, tức thì tung mình nhảy lên khỏi mặt đất chừng một trượng,
đoạn lia thanh gươm của mình một nhát theo chiều ngang, trảm một đường đúng ngay vào hai gối của Hồng Phong để cứu nguy cho hai người bạn. Mặc dù đang ở cái thế thiên cân tấn vẫn như là trời trồng, nhưng Hồng Phong đã tính trước ở trong lòng. Nàng thiếu nữ thứ ba thế nào cũng phải tấn công để giải vây cho đồng bọn. Vì vậy cho nên ánh gươm vừa lóe lên thì Hồng Phong tức thì đã thay đổi đòn thế. Từ thiên cân tấn mà nàng biến ngang thành phi bằng vạn lý, rồi nhạc lãng bình xa, nhanh như chớp làm cho người đang thọ thương ngồi bẹp trên mặt đất là thiết thủ kim tiên cũng phải tắt lưỡi thầm khen. Đòn nhạc lãng bình xa của Hồng Phong sử dụng trong một phương thức thật là dài, trông chẳng khác chi là một con nhạn bay lạ đà trên sa mạc. Vì vậy cho nên hai chân của Hồng Phong vừa chấm đất thì nàng đã thoát ra dòng chiến hơn ba trượng bề xa. Nào hai đâu tam tài kiếm trận biến chuyển không ngừng, vừa trông thấy con mồi béo bở thoát đi thì ba thanh gươm của ba nàng mỹ nữ thi nhau xoay dần như là một cơn gió lốc đuổi theo Hồng Phong sát gót. Nàng vừa định trổ thuật khinh công thượng thẳng để trốn vào ở trong biển người đông nghẹt, nhưng chưa kịp giấy động hai chân thì ở trước mắt mình bóng gươm loang loáng, tam tài kiếm trận lại tiếp tục tái bao vây. Hồng tài, tam tài, bạch tài thi nhau ngâm những câu thiệu đó là những ám hiệu để cho hai người đồng bọn của mình biết trước mà phối hợp tấn công, cho vào khuôn khổ đúng phép tắc, làm cho Hồng Phong càng chống trả chừng nào càng nghe bộ pháp của mình thêm chật vật. Hồng Phong vốn là một người có tính tình nóng nảy, nên mặc dù rất thương tiếc đối phương của mình là ba nàng thiếu nữ khá xinh đẹp, nhưng vì tình thế càng lúc càng khốn đốn nên đòn phản công của nàng càng lúc càng thêm mạnh bạo. Phần ba nàng thiếu nữ thì nãy giờ so nhau mấy đòn, biết tài nghệ của chàng trai trẻ này thật là đáng sợ, cho nên không một ai dám có lòng khinh địch. Cả thảy đều chăm chú hết tinh thần vào tam tài kiếm trận, quyết hạ cho kỳ được người này để báo thù cho sư thúc. Mười hiệp trôi qua thì mồ hôi trên trán của ba nàng đã giả ra như tắm, hơi thở dồn dập. Thiết thủ kim tiên ngồi ở dưới đất, trông thấy làn gươm của tam tài kiếm trận không còn linh động như xưa, bất giác ở trong dạ lo thầm. Ông ta nghĩ, kể từ khi mình cùng sư huynh chế tạo ra tam tài kiếm trận này, mỗi khi mang ra sử dụng thì đối phương không tài nào vượt khỏi màn kiếm quang linh động phi thường kia. Thế mà tại làm sao chàng trai trẻ này lại đối phó một cách ung dung đến như thế? Ở trong lòng suy tư miên man, mà cặp mắt của lão ta thì cứ ngắm nhìn trận chiến không nháy mắt. Xem thêm một chập, lão ta lại nghĩ tiếp, không xong. Công lực của thằng này cớ sao càng đấu chiến chừng nào thì càng tăng gia, dường như là vô tận, ta phải hỏi xem cho biết danh tính và sự môn của hắn. Này tên thư sinh mặt trắng kia, chẳng biết danh tính của mi là chi, sư môn xuất xứ ở chỗ nào, hãy thông báo cho ta được biết. Hồng Phong mỉm cười thầm nghĩ, không biết lão già này như thế nào mà lại muốn biết lai lịch của mình. Việc ở trong chút gia trang này không có gì hay, ta không nên nói thật lai lịch mà dính líu đến điều không tốt. Vì cố ý không muốn bại lộ hành tung cho nên Hồng Phong giả vờ chăm chú vào những đòn phản công của mình và những biến thiên ở trong chiến cuộc mà không trả lời câu hỏi của thiết thủ kim tiên. Ông ta lại tụ khí đan điền hỏi thêm một lần nữa, nhưng Hồng Phong vẫn một mực thủ khẩu như mình, cứ chăm chú nhìn hết tinh thần vào trong trận chiến để mà giải phá những lối tấn công dồn dập, những đòn như sóng thủy triều. Thiết thủ kim tiên bực tức biết tên thư sinh mặt trắng này cố tình trốn tránh không chịu trả lời. Giữa lúc thế trận càng lúc càng quyết liệt, thiết thủ kim tiên cứ xê dịch thân hình về phía Hồng Phong. Khi còn cách chiến trận chừng năm trượng thì lão ta dừng lại. Bằng một cử chỉ chậm chạp nặng nề, lão ta từ từ thò tay vào lòng rút ra một nắm ám khí. Cặp mắt của Hồng Phong luôn luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhen của lão thiết thủ kim tiên. Bàn tay của lão ta vừa ra khỏi lòng thì Hồng Phong tức khắc kêu lên. Ngỡ là chuyện chi quyền bí, nào hay đâu chỉ là một nắm ám khí tẩm thuốc độc. Thiết thủ kim tiên cười chua chát nói. Phải, việc thật là tầm thường, chỉ là một nắm ám khí có tẩm thuốc độc mà thôi.
hãy coi đây. Hai tiếng coi đây vừa bay ra khỏi miệng, thì bàn tay của lão ta tức thì vung ra một cái nhanh như là một tia chớp. Lạ lùng thay, tuy nắm ở trong tay rất nhiều ám khí, cái vung tay của lão ta lại dùng toàn lực. Hồng Phong cứ đinh ninh rằng bao nhiêu ám khí cũng sẽ bay ra cùng trong một lúc. Nào hay đâu sau cái vung tay ấy, chỉ có duy nhất một món ám khí bay ra mà thôi. Hồng Phong tận dụng phương pháp thinh thính biện hình. Nghe thấy một mũi phi tiêu bay vèo vèo trong gió tức thì an tâm. Nhưng đến khi mũi ám khí này bay gần mình, nàng lòng lo sợ tức thì tăng lên mãnh liệt. Nàng kêu lên mấy tiếng, ủa lạ thật. Thì ra khi mũi phi tiễn này bay tới nơi thì tam tài kiếm trận đột nhiên biến chuyển một cách ly kỳ, không tài nào biết trước. Ba thanh trường kiếm của ba nàng thiếu nữ xoay dần như ba con trốt, xoắn tít vào nhau, phối hợp triệt để làm cho Hồng Phong lấy làm sửng sốt. Trong lúc thế trận đột biến như vậy, thì mũi phi tiễn bay trờ tới chiếu đúng vào chỗ nhược của Hồng Phong. Chỗ nhược này phối hợp với tam tài kiếm trận như bóng với hình, đưa Hồng Phong vào trong tình thế thập tử nhất sinh. Dưới áp lực của ba chiều hướng phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và hung bạo, Hồng Phong đành phải nhún nhẹ mũi dài chân tả của nàng để tránh thoát mũi gươm của Hồng Tài đang tấn công vào đốc mạch. Chỉ một chút xê dịch thân hình đó thì hai mũi gươm của Bạch Tài và Lam Tài tức thì tấn công ráo riết vào hông và lưng của nàng. Dưới lối tấn công bằng ba mặt giáp công đó, Hồng Phong chỉ còn có cách lách mình sang cánh hữu hai bước và dùng tay tả chống với lưỡi gươm của Bạch Tài, dùng tay hữu chống lại lưỡi gươm của Lam Tài mới mong thoát khỏi đợt tấn công thứ ba. Ý nghĩ thoáng lên thì nàng tức thì hành động ngay, và thân hình của nàng đã lượn đi được hai bước, và Hồng Phong vừa tung tay kháng cự với hai đòn của Bạch Tài và Lam Tài thì sau lưng của nàng có tiếng gió lạ nổi lên. Giống là một người trải qua trăm nghìn trận chiến, cho nên nàng vận dụng thính giác của mình thật là bén nhạy. Vừa thoáng nghe qua biết ngay rằng có ám khí bay tới, nhưng bây giờ nàng đã bị kẹt trong cái thế gọng kềm tai ác, nên hậu tâm hoàn toàn trống trải và mũi ám khí kia lại thừa hư chiếu đúng vào chỗ trống của nàng. Hồng Phong đang nghinh thần tụ khí tìm cách đối phó cho kiến hiệu, thì mũi ám khí này lại nhẹ nhàng đi qua một vòng để rồi chiếu đúng vào hông của nàng. Hồng Phong càng thêm kinh mang sửng sốt, vì rằng nếu mũi ám khí này chiếu vào hậu tâm như ban nãy thì tình trạng cực kỳ nguy, nhưng hãy còn cơ cứu vãn. Đằng này nó lại chui tọt vào hông của nàng, vị trí này thật là dùng tử địa, vì bao nhiêu đường lối tháo thân thải đều bị ba thanh trường kiếm bén nhọn kia phong tỏa hết rồi. Một luồng quốc khí ở trong lòng nàng tức thì dâng lên. Nàng thật không ngờ tam tài kiếm trận sau khi phối hợp với người thứ tư thì nó lại độc ác đến như thế kia. Giữa lúc tình thế nguy nan, Hồng Phong liền chợt hé đôi dành môi của mình ra cắn chặt mũi ám khí ấy. Một tiếng cọp vang lên, nàng nghe thấy hai hàm răng của mình tê rần vì nội lực của lão thiết thủ kim tiên quá mạnh. Ban nãy nàng nghe lão ta hăm dọa dùng độc, nên bây giờ vừa cắn được món ám khí để cứu nguy cho mạng mình rồi, Hồng Phong tức thì nhả ngay ra tức khắc, chứ không dám ngậm lâu ở trong miệng của mình. Những tưởng đâu phen này mình sẽ yên lành để thoát khỏi vòng nguy biến, nào hay đâu thân hình của Hồng Phong chỉ lướt tới phía trước chừng 6-7 trượng thì nghe ở phía sau lưng của mình có nhiều người cấp tốc đuổi theo. Nàng hớp một hơi dài dưỡng khí để tăng gia khí lực, rồi nghiến răng gia tăng tốc độ, dự định phen này sẽ bỏ xa nàng thiếu nữ này cho bỏ ghét. Nào hay đâu luồng dưỡng khí vừa lọt vào buồng phổi của nàng thì bỗng nhiên nàng cảm thấy mắt hoa đầu váng, cơ thể loạn choạng không khác chi là một chiếc thuyền nan đang chồng chành giữa cảnh sóng to gió lớn. Chưa kịp quyết định xem mình phải dùng phương pháp nào để vượt khỏi dòng tai biến thì hai chân của nàng đã mềm nhũn ra, và thế rồi nàng chúi nhủi té nằm trên mặt đất. Nàng cố gắng dùng dậy nhưng không tài nào dùng dậy cho nổi. Trước mắt của nàng tức khắc có một áng mây đen cuồn cuộn kéo ngang qua, và bên tai của nàng chỉ còn loáng thoáng nghe có tiếng người lên tiếng: hãy mốt mát chặt tay nó đi, hãy hành hình ngay tên dâm tặc này, hãy chôn sống nó.
Nhưng rồi nhiều người lại nói, khoan đã, bọn này nhiều đồng bọn lắm, hãy giam lại để lấy khẩu cung đi. Hãy dùng nó làm mồi để nhử đồng bọn của chúng lại. Những âm thanh của tiếng nói chung quanh nàng càng lúc càng mờ dần, và cuối cùng nàng không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mơ màng sực tỉnh, nhướng mắt nhìn lên thì trước mắt của nàng là một màu tối. Hồng Phong lần lần định tĩnh tinh thần, hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra trong ngày hôm nay, bất giác ở trong lòng rờn rợn. Nàng còn nhớ rõ ràng, trong lúc nàng sắp sửa thoát khỏi vòng kềm tỏ thì bỗng nhiên mắt qua đầu váng rồi không còn hay biết gì nữa. Nàng nghĩ rằng chắc có lẽ mũi phi đao mà nàng đã cắn được trong buổi ban ngày chắc chắn đã tẩm một thứ thuốc độc vô cùng mạnh mẽ, cho nên nàng mới bị ngộ độc mê man như vậy. Quả thật sự ước đoán của nàng không sai. Mặc dù lưỡi phi đao này chưa phạm vào da thịt, nhưng chất độc ngâm ở trên lưỡi đao đã làm cho nàng ngất đi một khoảng thời gian khá dài. Hồng Phong cau mày ngẫm nghĩ. Nếu quả thật mình trúng độc trong trường hợp đó, thì chất độc tẩm ở trên lưỡi đao kia mạnh mẽ biết dường nào. Nếu rủi ro để cho nó phạm vào da thịt, thì bây giờ đây mình không còn ở trên cõi đời này nữa. Nghĩ đến đây nàng mới biết sinh mạng của mình là đáng quý, và nàng mới dục nhớ đến việc không biết bây giờ mình đang ở tại chỗ nào. Khe khẽ nhổm dậy rồi sờ soạng chung quanh của mình, Hồng Phong nghe thấy chung quanh chỗ mình ngồi nơi nào cũng giá lạnh như băng. Rõ ràng nơi đây kiến trúc toàn bằng đá xanh, thật là kiên cố. Bây giờ nàng đã hiểu, bọn họ giam mình vào thạch lao để chờ ngày hành hình. Thò tay sờ lại hai thanh bảo đao và bảo kiếm ở trên mình, thấy hãy còn nguyên vẹn. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng rất may vì buổi ban ngày mình chỉ dùng toàn hai tay không mà chiến đấu, cho nên người ở trong chút gia trang không biết trên mình của mình lại có hai món báo vật quý giá. Bằng không thì sau khi mình mê man chắc chắn là họ đã lấy đi rồi. Ngay lúc này bên ngoài nhà lao lại có tiếng quyền náo vang lên. Thằng này tuy xấu trai nhưng thằng kia hãy còn xấu hơn. Thế rồi lại có nhiều người lên tiếng chí ché nói, trời thật là người kỳ hình dị tướng. Sao lại cục một tay cục một chân mù một mắt vậy? Câu nói sau cùng này làm cho Hồng Phong tức thì tinh thần tỉnh táo, nàng nghĩ. Nếu vậy thì cái người kỳ hình dị tướng họ Công Tôn kia đã có mặt tại nơi đây rồi. Vì có ý nghĩ về người họ Công Tôn, cho nên Hồng Phong đặc biệt lưu ý đến những âm thanh kỳ dị do thanh gậy sắt của người này gây ra. Quả nhiên là sau khi định thần nghe ngóng, Hồng Phong thỉnh thoảng đã bắt gặp được những âm thanh kỳ dị này chốc chốc lại vang lên. Hòa lẫn trong âm thanh đó là tiếng rít dì dèo của thanh gậy sắt lạ lùng. Hồng Phong bị kẹt ở trong phòng tối nên tận dụng phép thính thinh biện hình để nghe ngóng sự diễn tiến ở bên ngoài. Nàng nghĩ rằng cứ bằng vào những tiếng động mà nàng nghe thấy thì người họ Công Tôn này đã lâm vào trong vòng chiến. Vừa nghĩ tới đây thì chợt lại có tiếng người nói, tại sao lại không dùng tam tài kiếm trận phủ dây rồi hạ nó như hạ cái thằng mặt trắng trong buổi ban chiều? Câu nói này vừa dứt tức thì có người nhao nhao lên phụ họa, phải đó phải đó, mau dùng tam tài kiếm trận hạ nó đi. Cơn hỗn độn này càng lúc càng thêm phức tạp. Dường như những người ngoài kia đang nổi lên một luồng căm phẫn thật là mãnh liệt. Trong cái tiếng người la hét cực kỳ hỗn độn đó, Hồng Phong bỗng nghe thấy có tiếng gươm da chạm vào món binh khí sắt thép nào đó vang lên những tiếng lảng cảng liên hồi. Cứ nghe thấy hồi âm vang dội nhưng lại phối hợp với nhau một cách nhẹ nhàng thì Hồng Phong biết ngay rằng họ đã sử dụng thế trận tam tài. Tiếng binh khí va chạm vào nhau ban đầu hãy còn nghe thưa thớt, nhưng càng lâu thì nhịp điệu càng thắt chặt thêm, báo hiệu rằng chiến cuộc càng lúc càng căng, cao độ và ác liệt cứ gia tăng mãi. Hồng Phong trong lòng thầm nghĩ, người họ Công Tôn chỉ dùng có một thanh gậy sắt mà cự nổi với tam tài kiếm trận thì tài bộ của người này hẳn là cao siêu. Lắng nghe thấy tiếng gươm va chạm với tiếng gậy càng lúc càng nhiều, nhưng cớ sao chiến cuộc lại chưa kết thúc? Nàng lại nghĩ tiếp, nếu vậy chẳng hóa ra võ công của người này lại cao hơn ta một bậc hay sao?
nàng quên phát đi rằng ở trong lúc ban ngày nàng chỉ dùng có hai bàn tay trắng và bản thân nàng hãy còn nhiều tuyệt kỹ sử dụng chưa hết. Chỉ vì nàng không nỡ gây thương tích cho ba nàng thiếu nữ mỹ miều kia. Nàng còn đang ngưng thần định khí thì chợt nghe thấy giọng nói của thiết thủ kim tiên vang lên. Nếu mi không buông gậy đầu hàng thì ta sẽ dùng thuốc độc rồi đó. Câu nói này đúng là câu nói của lão ta dùng để nói với mình trong buổi ban chiều. Nàng nghĩ đến lão ta sử dụng thuốc độc thì người họ Công Tôn thật khó mà an toàn. Quả nhiên ý nghĩ của nàng vừa đến đây thì nghe tiếng gươm và tiếng gậy chạm vào nhau mấy tiếng cực kỳ mãnh liệt. Tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của người chiến bại hòa lẫn với tiếng reo hò của người ở trong chút gia trang. Hãy điểm quyệt nó lại rồi nhốt ở trong phòng đá như cái thằng thư sinh mặt trắng kia vậy. Có ý kiến nổi lên chống đối. Đừng giam nó, hãy chặt cụt thêm một tay và một chân, khoét mù thêm một mắt trông mới càng thêm thú vị. Nhưng rồi tiếng hò reo càng lúc càng dịu dần. Tiếp theo sau đó là những tiếng bước chân rộn rã, rầm rập về phía gian thạch thất đang giam nàng. Hồng Phong thắt thởm lo thầm, không biết người tàn tật kia có bị giam chung với mình hay không. Nàng tựa lưng vào vách tường đưa mắt nhìn ra. Trong lúc đó thì tiếng chân người càng lúc càng tiến sát vào gian thạch thất. Thế rồi một tiếng sầm vang lên, cánh cửa nặng nề vụt mở ra. Và ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc từ ở bên ngoài tức thì ùa vào, làm cho Hồng Phong chóa cả mắt. Có rất nhiều bóng người lâu nhô đứng ở bên ngoài cửa. Tiếp theo đó là tiếng của lão già thiết thủ kim tiên quát lớn. Sao chưa rút vào còn đợi chừng nào? Câu nói vừa dứt thì có một tiếng bịch vang lên. Và quả thật, con người kỳ hình dị tướng mà nàng gặp ở trong rừng sâu bây giờ bị đạp chúi nhủi vào rồi té sắp trên mặt đất. Hồng Phong giật mình thầm nghĩ, người này đã từng giao chiến với mình, cứ theo công lực đó mà suy thì hắn ta không phải thuộc hạng tầm thường. Tại sao bây giờ lại bị lão thiên thủ thiết kiếm này lại hành hạ đến như thế? Ý nghĩ của nàng chưa trọn thì một tiếng khuynh nữa lại vang tiếp tục theo đó, là một người đàn ông dạm dở lại bị đá bay bên trong. Người này chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cánh cửa nặng nề của gian thạch thất tức thì đóng sầm lại. Hồng Phong chờ cho ở bên ngoài dần dần lắng dịu rồi, nàng mới nhón gót đi lần về phía hai người mới đến. Bóng tối ở trong gian phòng thật là dày đặc. Nàng lại là phận gái cho nên lấy làm cẩn thận e dè. Lắng nghe hơi thở của họ, còn cách mình chừng ba trượng thì nàng liền dừng chân đứng lại. Hồng Phong lấy làm lạ, vì người họ Công Tôn đã từng đấu chiến với mình. Cứ theo công lực đó mà suy, thì tài bộ người này chẳng phải tầm thường. Nhưng không biết tại sao, giờ lại bị lão già thiết thủ kim tiên hạ bộ một cách nhanh chóng đến như thế này. Cứ nghe theo hơi thở thì, người họ Công Tôn bây giờ có lẽ thọ thương khá nặng. Vì hơi thở của hắn thoi thóp mỏi mòn. Lâu lắm nàng mới cất tiếng hỏi. Này gã Công Tôn kia, thật không biết tự lượng sức mình dấn thân vào chỗ chết. Câu nói của nàng làm cho người đàn ông dạm dở kia giật mình kêu lên một tiếng. Hồng Phong lại nghiêm giọng và hỏi. Còn nhà ngươi, cao danh quý tánh, sao lại bị bắt giam ở đây? Có tiếng người đàn ông kia trả lời. Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng may... Có một tiếng rên khe khẽ của người họ Công Tôn cắt đứt câu nói của người này. Dường như hắn ta rất sợ uy thế của người họ Công Tôn kia, cho nên lập tức im bặt chẳng nói chẳng rằng. Hồng Phong thật muốn biết nguyên quỷ của việc này cho nên tiếp tục hỏi. Sao nhiều vị bị bắt vào đây? Người họ Công Tôn im lìm không lên tiếng, chỉ có người đàn ông dạm dở thì lẩm bẩm nói. Việc này lôi thôi dài dòng lắm. Nói tới đây hắn ta im lìm một lúc khá lâu. Không thấy người họ Công Tôn cự quậy nữa, hắn ta mới nói khè khè. Có phải nhà ngươi cũng bị điểm quyệt? Hồng Phong nghe tới đây bất giác giật mình sực tỉnh. Nàng nhớ đến khi ở chốn rừng sâu, chính mắt của nàng trông thấy người họ Công Tôn này giải một trọng quyệt cho đồng bọn và còn hứa sẽ giải thêm nữa. Nếu thì người đàn ông dạm dở này chắc có lẽ cũng bị điểm quyệt nên phải ngoan ngoãn nghe lời sai khiến của người họ Công Tôn. Trong lòng bỗng sinh ra một kế, nàng nói. Ta không may bị người gian ác ghim một mũi kim đao vào quyệt thần đạo ở trên đường đốc mạch nên phải ngoan ngoãn dâng lời theo người ấy hành sự.
Nếu việc làm thành công trôi chảy mới được người ấy rút mũi kim đao ra. Hồng Phong nói tới đây thì hai người đàn ông kêu lên một tiếng khủng khiếp rung giọng nói. Trời, quyệt thần đao ở trên đường đốc mạch, hèn gì thò tay không tới. Người này biết vị trí của quyệt thần đao nằm ở trên chỗ dối không tới. Vì nghề điểm nguyệt của hắn ta không phải là tầm thường. Thế mà bị người họ Công Tôn khống chế thật là lạ. Từ nãy đến giờ Hồng Phong không thấy gã Công Tôn cục cửa. Nàng nghĩ thầm, chắc có lẽ hắn ta đã bị trọng thương nặng lắm nên đã ngất đi. Nàng lại tiếp tục hỏi. Vậy thì các hạ cũng bị ép buộc làm điều bất đắc dĩ nên bị bắt vào đây. Người ấy thở dài ảo não trả lời. Phải, cần phải làm nhiều điều tội ác tày trời mới có thể được giải quyết cho. Hồng Phong nói tiếp. Có phải hung thủ đã truyền lệnh cho các hạ bắt nhiều nàng con gái nhà Lương Thiện? Người ấy thở dài trong bóng tối và nói. Các hạ đã bị bắt vào đây thì đã rõ việc ấy, hà tất phải hỏi nữa. Hồng Phong nghe giọng nói của người này thiết yếu lắm, dường như có vẻ đồng tình với cảnh ngộ của mình. Nàng nói tiếp. Ta họ Bạch, tên là Tam Tài. Các hạ cao danh là gì? Người ấy nói. Tôi họ Ngưu, tên là Thất, tiểu tốt vô danh thôi. Hồng Phong muốn mua chuộc tình cảm của tên này, ngó hầu hiểu thêm về vài chi tiết ở bên trong liền hỏi. Quyệt kinh môn của các hạ hay thấy như thế nào? Gã Ngưu Thất trả lời. Cứ nghe thấy đau nhất như kim đâm kiến đốt, hễ đặt tay vào giải quyệt thì nghe thấy đau nhất tằng già. Hồng Phong thở dài nói. Quyệt kinh môn nằm trên con đường túc thiếu dương đỡm kinh mạch này, khởi sự từ quyệt đồng giao, xuyên qua rất nhiều quyệt đạo phức tạp mà xuống đến quyệt khuyết bổn. Từ quyệt khuyết bổn lại có đường kinh mạch chạy đến quyệt nguyên dịch ở trước nách và gần nhật nguyệt, rồi lại vòng qua phía sau quyệt kinh môn, đoạn chạy xuống quyệt đãi mạch ngũ xu, lại chuyển qua thêm nhiều quyệt đạo quan trọng khác mà xuống đến phía ngoài ngón chân thứ tư ở bên hữu, tức là quyệt khiếu âm mới dứt. Ngưu Thất càng nghe ở trong lòng càng thêm bội phục, bởi vì từ hồi nào đến giờ hắn ta chỉ luyện phép điểm quyệt làm cho đối phương trúng đòn bị hạ mà thôi, chứ thật ra chưa hề nghiên cứu tỉ mỉ như người này.